quay trở lại với Toilet Tony Fan và đã có full team DJ phiên bản full đầy đủ nhất này. Mình đã có được DJ TV Band và mình đã có tất cả quân DJ. Ngoài quân Santa kiếm tiền ra thì không tính nha, nhưng mà mình đã có full team DJ các bạn ạ. Trông quá là xịn sò luôn. Chúng có Dancing Speaker của mình này, Cross DJ, DJ Speaker Man và DJ TV Band. Và để xem đội này khỏe đập nightmare nha mọi người, let's go. Và nếu muốn sở hữu full đội hình DJ này, hãy vào shop Khánh Roblox.vn để ủng hộ mình nha. Giờ mình sẽ chiến nào, let's go. Ok, game đầu tiên mình sẽ bỏ qua game đầu tiên. Team DJ này cũng phải có chiến thuật riêng chứ không đặt linh tinh được đâu. Đầu tiên mình đặt một TV Frost DJ ở đây và mình nâng cấp level 2 khi đủ tiền. Là mình nghĩ bây giờ sẽ đập được bọn Dukong này. Ok, ngon rồi nhá. Còn Boss Toilet kia thì khá là trâu này. Có lẽ mình sẽ đặt một DJ Speaker để boost đằng sau. Là mình sau đó mình đặt thêm một DJ Santa nữa. Và mình nghĩ hiện giờ mọi thứ khá là ok rồi này. Ui đấy, máu tụt khá nhanh, máu tụt khá nhanh, máu tụt khá nhanh ha. Ô chú em bình tĩnh anh ơi. Anh đi vượt qua rồi, anh nâng cấp tiếp theo để mong là nó sẽ có cái tầm để đánh ở đằng sau luôn. Bởi vì nếu không thì mọi thứ khá là căng thẳng đấy. Và nó đi một con đường khá là dài. Mong là khi quay lại đây mình đã đủ để tiền để nâng cấp level 3, level 4 rồi. Và bây giờ có thể đập luôn một DJ TV nhỉ. Cần một lượt 3.000 năm nữa. Cần một 3.400 năm. Là đã có ủ có một đoạn tí này thôi à. Có vẻ thì không ổn rồi. Not good man, this is not. Oh, ngon. 840 và 0.2 giây. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Thì giờ mình nghĩ là mọi thứ khá ổn. Nên mình sẽ nâng cấp cho Santa trước đi. Và mình sẽ đặt một DJ TV ở đây. Nâng cấp lên, nâng cấp lên. Nâng cấp tiếp luôn. Rồi, lại là vậy đấy. Đội hình này nhìn khá là kỳ quặc nhưng mà hiệu quả là ok đúng không? Con này thì không phải lo. Đi qua đây là bị ăn đập luôn. Đã biết ăn được trên Nightmare nha mọi người. Trên Nightmare mà có DJ, buff DJ để xem nó sức mạnh của nó khủng khiếp được cước nào. Team full DJ. Giờ cho có 920 0.17 giây. Khá là ngon đó. Wave 18 mọi thứ có vẻ ổn rồi. Đội hình này nó rất là khó chơi. Bởi vì sao? Bởi vì phải đặt nó rất là kiểu đặt kiểu gì cho nó con này nó boost hết này. Rồi con này phải canh thời gian như nào cho nó chuẩn này. Team này lại không có con trống choáng. Tìm nhanh với anh dai. Úi giời, con cat đấy cực kỳ khó chịu luôn. Ok, giờ làm gì đây? Ủa, lên nhanh thực sự. Nhưng mà nó máu tụt khá nhanh. Thì mình sẽ phải nâng cấp tiếp DJ đi. Bởi vì là DJ TV nó cực kỳ hữu ích các bạn ạ. Cực kỳ là ngon luôn. Nâng cấp max. Ủa chưa max à? Ok ok. 20 nốt. Level 4 là max đây. Cần 4.000 năm nữa. Và đang hiện giờ bao nhiêu? 960 mỗi 0.16. Các bạn tính thử xem. Cũng gần 10.000 dam mỗi giây nữa. DPS gần 10.000 luôn. Vãi cả chuột sao nhiều ấy. Từ từ. Cái này cũng gần 1.000 nhá. Cái này gần 0.1. Để xem nó cờ cuối để xem có lên được 10.000 dam không. Thấy, ôi gần 10.000 dam rồi này. Có 1.000 mỗi 0.05, 0.15 thì cũng xích xoát 10.000 thôi. Sao mà qua được? Sao mà qua được chú em? Chú em chạy đâu? Oh no, bọn này khỏe đây. Chú em đừng đi đâu. Ôi giời ơi, tuổi gì vượt qua đội hình này của mình. Trông có vẻ nhảy nhót mùa múa thôi, nhưng mà khỏe vãi. Thằng này chạy đâu? Không chạy qua được. Blakakla không chạy qua được. Blakakla. Rồi đến cái mức này rồi, khi mà mình đạt được một cái sức mạnh nào đó cho team này rồi, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc đầu game thì phải căng thẳng, nhưng bây giờ khi mà đã có một cái đội hình khá là ngon rồi và mình sẽ nâng cấp max tất cả DJ rồi này. Đây thêm một thằng nữa ở đây. Thằng này sẽ tầm rất là rộng luôn nhá. Nhưng mà nó sẽ không thể cho được nhiều bởi vì Frost DJ là to vãi. Đây là 10 điểm này. Và nâng cấp max. Ngon luôn chưa? Một đống DJ. Sau khi Frost DJ bị nerf mấy lần liền nhưng mà bây giờ mình lại có con khác tăng sức mạnh cho nó. Bị giảm sức mạnh nhưng giờ lại tăng sức mạnh tăng 25%. Và mình nghĩ đống này là không chèn thêm được Frost DJ nào nữa đâu. Không chèn được thêm thằng nào nữa ở đây cả. Ô đường này, đường này, đường này. Ây yo chill, ngon luôn. Vẫn được một thanh niên nữa. Để xem được đúng nữa còn nữa không? Mình có chỗ nào để len mà không? Không có len lỏi được chỗ nào cả. Không chui được. Lại thêm một chỗ này. Vẫn chui được một chỗ nữa mọi người ạ. Thêm một chỗ nữa. Ngon luôn. Để xem nữa. Xem có chỗ nào được. À, ô, vẫn được này. Tưởng con này đặt đây hay thôi chỉ đặt hướng này thôi. Yeah ok ok. Chen thì chen vào luôn chứ còn gì nữa. Chen có chỗ nào là mình chống là mình chen. Đấy chỗ này rồi. Nâng cấp một chút nữa nó sẽ đến đây. Và nó đánh được toàn bộ đường này luôn. Ngon luôn. Ok giờ chắc chắn là không còn chỗ nào để chen nữa rồi. Mình nghĩ là vậy. Trừ khi nè mình nghĩ là thế thôi. Để mình thử chen vào một thanh niên ở đây ấy. Dancing Speaker nha. Giờ thì không còn chỗ nào để cho Frost DJ nữa thì. Ôi giờ bị lỗi hay sao ấy. Nếu mình đặt Dancing Speaker thì mình sẽ không đặt được quân khác này. Đây. Khi mình đặt Dancing Speaker xuống là mình không đặt được những quân khác. Hiện giờ đang bị lỗi này. Và nếu mình bán đi thì mới đặt được. Ai chà sao lại lỗi gì đây. Và mình sẽ cho đi Frost DJ. Frost DJ ở đây. Frost DJ ở đây.
và Frost DJ ở đây. Trời luôn. Vượt. Quạt đi, chúng em đi đâu đấy? Chúng em đứng lại ngay. Ui, thằng này nhận nhiều máu đây. Ui, cố lên mọi người, cố lên mọi người. Đúng rồi đó, sao mà vẫn có được. Giờ mình sẽ nâng cấp tiền nữa đây. Và mình full team rồi thì mình làm gì nhỉ? Có hai thanh niên DJ TV men là quá là ngon cho team. Full team DJ ngoài bọn Santa kia chắc là vòng wave 50 thì mình sẽ bóng lại Santa đi, bởi vì là hiện giờ mình cũng cần bọn nó để farm tiền. Các bạn thấy không? Laser Saiyan Titolet không vượt qua được. You are noob bro. Bla 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 yếu. Thực sự là cái trải nghiệm DJ TV là quá là tuyệt vời. Trời ơi, quá đẹp luôn. Lậu lẫy anh trai đẹp trai. Anh trai gọi là chất chơi người chơi. Quá hâm mộ, fan hâm mộ của anh DJ. Fan hâm mộ anh DJ TV man. Đấy, bot toilet 4.0 cũng đến đây để tiệc tùng đúng không? Thôi đánh nhau gì nữa, nhảy nhót đi. Nhảy nhót đi nào, nhảy nhót đi. Mạnh vãi cả đái ạ. Mạnh vãi cả đái, có lẽ bọn này mà cho cái chỗ đứng chỗ này thì nó sẽ nhiều tập đánh hơn này. Ở chỗ này đứng hơi, xa. Có lẽ sẽ bán đi và đứng chỗ kia. Dạ, bán thằng này đi. Vậy cho một khánh điền đây này. Đấy, đặt đây này đấy. Tầm đánh nó phải là hiệu quả hơn nhiều. Giờ thằng này mà quay lại là mày sẽ bị đập luôn. Tốt nhất mày nên đi đi. Đi thẳng hướng này này. Đấy, tao cho mày một cơ hội để trốn thoát. Nhưng mà có lẽ thằng này vẫn không muốn trốn thoát. Ok, mà quay lại thì mày toi đời thôi. Cái điểm yếu của team này duy nhất đó chính là bị choáng, nó bị stun. Nếu mà không bị stun thì chắc chắn là đập đơn giản bộ Santa đây để block stun rồi. Nhưng mà có vẻ như mấy thằng bắn tên lửa nó phóng thẳng vào đây luôn mà. Thế mình quay trở lại nào. Mày vào tầm đánh, máu tụt cực nhanh và tan biến để xem có vượt qua được không nào. Mình nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà nếu bị stun thì mình sẽ phải máu vẫn tụt à. Ok, Santa tiếp vượt qua rồi nhá. Bọn này thì không vượt qua được đâu. Còn Jens Mutterlet thì chắc không sao. Nó đứng lại, nó còn đánh nhau nữa chứ, thì đúng là nghèo. Ok, thì thằng này vượt qua được không? Vượt qua, hai thằng vượt qua rồi. Oh no, it's not good. Bình tĩnh. Chạy đi thì mình sẽ chặt đầu nó. Tạt đầu thằng này. Jens Smooth Toilet, đứng yên. Ui, thằng này nhiều máu thực sự. Ê, thằng này nhiều máu thực sự nha. Ui, thằng này nhiều máu thực sự nha. Ê. Từ. Thằng này nhiều máu thực sự nha. Thằng này nhiều máu thực sự nha. Bình tĩnh nha mọi người, bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha mọi người. Hôm nay hơi bị nhiều máu nha. Không sao. Rồi. Ok, cuối cùng xong rồi, mình cứ tưởng là thua cơ. Oh my god. Và cuối cùng thì mình đã hoàn thành được rồi. Oh my god, mày nó cũng thử thách khá thú vị. Full DJ Dancing và nhớ để bật like, subscribe cùng mình. Và nếu bạn muốn sở hữu Full Team DJ này, hãy vào shop khánh robot.vn để ủng hộ mình làm tất những video tiếp theo. Goodbye.